ơn tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú của chúng tôi. Câu đầu tiên đã vượt qua, câu hỏi thứ hai của bậc 4 như sau. Dễ quá hả? Khó anh. Câu này là phải trông cậy vô ban tư vấn. Câu hỏi: khi mới ra đời, chú mèo máy Doraemon có màu vàng đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Trời ơi, nó dễ. Em đã từng rồi, em đã từng rồi. Im lại, im lại. Em đã từng cãi lộn nửa ngày về cái chuyện là con mèo máy nó màu xanh hay màu vàng. Thì mà Doraemon ngày đầu tiên xuất hiện trên cõi đời này mới đẻ ra lọt lòng Giang Khe. Giang Khe sau đó bị nhiễm từ, bị một cái gọi là một vấn đề gì đó mới biến thành một cái con màu xanh. Anh có biết em của Doraemon màu gì không? Là Doraemi á đúng không? Doraemi màu hồng, màu vàng. Nhưng cái điều quan trọng đó là con Doraemon ít ai biết lắm. Tại vì thật ra đi Nhật á, nó có bán mấy cái con nhỏ 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 nè, mà nó chỉ có màu vàng thôi. Là lúc mới xanh luôn đúng không? À, là lúc mới lọc lòng mới ra đời á. Thì nó là người ta có thể hỏi gọi nó là mới xanh hay là nó mới xuất hiện. Kìa Doraemon mới xanh kìa. Thì theo em nhớ, con Doraemon nó có màu vàng. Cái tập là nhiễm từ đó trời. Em đọc Doraemon, em đọc từ nhỏ đến lớn luôn á. Em chưa có thấy cái tập nào mà mèo ra màu vàng rồi nhiễm từ hết trơn. Anh mới đọc tiểu sử Doraemon. Em có dám chắc là đọc hết tất cả các tập của Doraemon không? Đó, em tập đọc sau hết này. Anh, em đọc chuyện hoạt hình dữ lắm. Tại vì Doraemon nó ra liên tiếp, đến bây giờ vẫn còn tiếp tục ra. Thành ra là những cái tập đúng sau rồi, này em đọc, chưa coi đọc hết mấy cái kết nữa mà. Tính là không nghĩ rằng là con mèo nó có màu vàng đúng không? Chết nghĩ con mèo mới ra nó màu gì? Thì màu xanh thôi. Vậy em hỏi lại lần nữa, con Doraemi nó có màu gì? Doraemi nhớ mực vàng phải không? Rồi. Kết quả rồi đó. Như vậy là anh Tuyên sau khi nghe ban tư vấn đưa ra góp ý thì anh sẽ quyết định sử dụng mình trợ giúp hay là giữ nguyên ý kiến của mình. Mà tại sao mình phải tranh luận với nhau về cái vấn đề này? Đúng không? Bởi vì mèo, mà nhất là mèo hoạt hình nữa. Muốn màu gì nó màu gì thì màu chứ đúng không? Ngay cả bây giờ con mèo thường của mình đi nè, nó cũng có màu trắng, màu đỏ. Mà câu hỏi là lúc Doraemon mới sanh ra đời. Màu nhuộm lông em, con mèo được nhuộm lông. Nhưng mới ra đời. Nhưng mới ra đời. À, thật sự Nhật thì em chưa được đi bên Nhật. Nhưng mà nãy nghe mèo nói là có những con Doraemon nhỏ nhỏ màu vàng á, thì em đã thấy ở trên TV rồi. Là có. Thì em... anh vẫn giữ nguyên ý định của mình. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng. Đúng rồi thật. À đây, thì ra ban đầu thì Doraemon sẽ có hai nước da. Cái nước da đầu tiên của nó sẽ là màu vàng và nó có lỗ tai nữa. Nhưng mà sau đó là một cái tai nạn hy hữu xảy ra, nó mất hai cái lỗ tai đó. Dễ thương chưa? Và dần dần thì màu sắc chuyển từ màu vàng sang màu xanh dương như hiện tại và như đến bây giờ luôn. Ông trùm mê Doraemon à? Có nhiều người á, người ta không biết á, người ta khi mà mua mấy cái tượng đó về, cái người ta nói là con Doraemon giả, nhưng mà thật sự mấy con này mới mắc hơn mấy cái con kia nè. Mà nó có in trong chuyện không? Có chứ. Có tập nhiễm từ luôn. Nó bị tai nạn vậy, nó mất cái lỗ tai, nó tiến hóa mất cái lỗ tai luôn. Có nghĩa là người ta nghĩ ra cái quá khứ cho nó đó đúng không? Được. Con mèo này nó đâu có thiệt đúng không? Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo à. Chỉ có hữu tính là có thiệt rồi. À, mình đã vượt qua được hai câu hỏi của bậc 4 rồi. Và bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 3 của bậc 4 như sau. Sân bay quốc tế ở Hải Phòng có tên là Liên Khương đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Sai. Mới một giây nhấn luôn. Không coi thời gian chứ chuyện là gì. Không coi. Tại vì con này biết thiệt coi. Chị Giang không sử dụng quyền gì hết trơn. Chơi gì kỳ. Em còn nhớ là sân bay Liên Khương là nằm ở Đức Trọng. Đức Trọng mình chạy thẳng lên trên Đà Lạt, mình qua đèo là mình vô trong trung tâm Đà Lạt. Tư vấn đi nè. Em lại đang phân vân về câu hỏi là tại sao người ta đặt địa danh là ở Hải Phòng chứ không phải là ở một cái tỉnh nào khác. Nếu như nó không có Liên Khương, nó có thể là ở Quy Nhơn hay ở đâu đó, thì tại sao lại chọn là Hải Phòng? Biên tập quê Hải Phòng. Phải không? Nếu mà đặt một nơi khác, ví dụ như Quy Nhơn, Phú Yên gì đó, thì em lại đặt câu hỏi là y chang vậy sao? Em có khả năng như vậy nè. Ví dụ Hải Phòng sẽ có những sân bay gọi là sân bay quân sự và sân bay mà ít ai biết tới. Nhưng mà chưa bao giờ anh thấy một cái tên sân bay nào mà đặt cho hai địa danh hết. Giống như là Tân Sơn Nhất chỉ có một cái duy nhất, ngoài Đà Nẵng hay là Cần Thơ cũng là một cái duy nhất, chưa có một cái
tên nào mà đặt cho hai địa danh cả. Đúng rồi, nếu như mà đây là một câu hỏi mà chứ nếu em có tưởng tượng đi, một tên mà đặt cho hai sân bay, lỡ máy bay bay lộn bơ sân sao? Đúng rồi, anh tính rồi. Sếp ơi, à thần đồng với cái trí tuệ nhân tạo của em. Nhân tạo. Dạ, em là người giả hay người thật, nói anh biết. Em chưa có đi Hải Phòng, em chưa có bay ra đó, em thật sự em không biết cái tên sân bay của nó. Nhưng mà sân bay Liên Khương là em biết không phải ở đó. Chính xác. Anh Tiên có sử dụng quyền trợ giúp hay không? Không. Trời ơi, không. Tức quá. Không có thời gian chương trình ra gì. Ê, ba đứa mình giống ba con gì ngồi lúc lắc chứ không có được có ích gì hết à. Không có đáp án. Đáp án anh chọn là đáp án chính xác. Yeah. Sân bay quốc tế Hải Phòng có tên gọi là Cát Bi, còn Liên Khương là ở Lâm Đồng. Câu hỏi cuối cùng của bậc 4, nếu anh trả lời thành công sẽ lấy ngay về giải thưởng của chúng tôi là 10 triệu đồng. Wow. Lên. Lắng nghe câu hỏi. Tính đến tháng 7 năm 2021, Quảng Ninh là tỉnh có nhiều thành phố trực thuộc tỉnh nhất nước ta, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đúng. Sao tôi ghét ông Tiền quá ta? Sao vậy? Cái thái độ ổng chơi giống như là không cần ai hết. Không cần MC luôn đó. Tại sao em tự tin em chọn là đúng? Dạ tại vì em biết Quảng Ninh hình như là có 4 thành phố thì phải. Cái gì Uông Bí hay gì nè, Cẩm Phả nè, rồi Hạ Long. Hạ Long với là một cái thành phố gì ta. Em đọc thông tin mang máng hình như là Quảng Ninh có 4 thành phố á. Em biết ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chứ? Quang mang hả anh? Em biết Hồ Quỳnh Hương quê ở đâu chứ? Dạ em không biết thật sự. Quảng Ninh. Vậy Quảng hả? Ninh là rất thân với anh. Mà nên là Quảng Ninh là có 4 thành phố trực thuộc phải không? Là Hồ Quỳnh Hương sẽ luôn luôn nói với anh về điều đó. Nhưng không, cô ấy không nói về cái chuyện có 4 thành phố bao giờ. Và cô ấy chỉ nói là tình quê em là có Hạ Long. Hạ Long đó, Hạ Long là cái là gọi là thành phố du lịch luôn, nổi tiếng quá luôn. Nhưng mà hồi nãy anh Tuyên sau khi mà kể xong á, em lại nhớ ở Quảng Ninh có một cái thành phố mà. Như vậy có nghĩa là em đã không tin vào cái trí nhớ của nó mình rồi. Nó còn một cái thành phố tên là Móng Cái. Thì nếu như mà suy xét lại, anh Tuyên nãy giờ đã kể được 3 rồi, thiếu Móng Cái, thiếu một cái Móng Cái nữa. Thì có thể là ở Quảng Ninh có 4 thành phố. Có thể. Có thể thôi. Anh ăn thịt tôi luôn đi nè. Anh làm gì vậy anh? Em trong cái phần tranh luận này là em tin mèo hơn nha. Sao vậy? Dạ tại vì em nghĩ không ai mà hai thằng bạn ra. Ê quê tao có tới 3 thành phố lận đó. Bây giờ anh tính hỏi quê em đi, quê em có bao nhiêu thành phố? Em đâu có nhớ hết. Không có thể, bà chị anh coi chương trình này bà giận anh đó. Bà nói đúng mà giờ anh bẻ thành bà sai quá. Trời quá. Nhưng mà bây giờ nghe ý kiến của tư vấn viên rồi, nhưng mà anh chắc 100% hay chưa, hay là bây giờ mình hãy sử dụng một quyền trợ giúp cho an toàn? Không, anh vẫn giữ trời lập ơi trường. Vẫn giữ nguyên lập trường, không sử dụng quyền trợ giúp. Chốt đáp án. Chốt. Và đó là đáp án. Đáp án chính xác. Anh này sao? Thiệt cái đất thiệt. Đâu bạn anh sao? Thật ra thì anh với Hương thì cũng không thân mấy. Không, anh nghe tới cái bài quan mang, cái anh quan mang vậy thôi. Chứ thiệt ra Quỳnh Hương với anh thì cũng không gặp nhau bây giờ. Trời ơi là trời, bản thân anh á. Sao mà có thể? Trời ơi, đơn giản như vậy. Những câu hỏi cũ, anh dừng lại chơi tiếp. Quy trên hỏi cái. Bây giờ qua dòng thứ 5, mức thứ 5 đi, bậc thứ 5 á. Đúng rồi anh. Thí dụ một trong 5 câu đó anh trả lời sai thì anh sẽ mất cái gì? Anh sẽ có được giải thưởng của bậc 4, tức là 10 triệu đồng. Mà bỏ mức thứ 0, tức là anh còn 1 triệu là triệu phú rồi anh, 1 triệu rồi. Triệu phú à. Cái gì? Dạ. Sai một câu. Là gì? Gì? Một số 0, gì? Cho nên phải sử dụng quyền trợ giúp. Cứ gợi ý quyền trợ giúp. Bây giờ còn 3 quyền trợ giúp. 3 quyền trợ giúp là lỡ 5 câu này mà không biết luôn thì sao? Dạ thì mức là mất chứ không thôi ạ. Nhưng mà bây giờ em mà dừng lại là em làm bỉ mặt tụi anh đây lắm đúng luôn. Đúng rồi, chưa có sử dụng thế tụi mình. Mặc dù anh chơi tiếp thì chưa biết là có biết để nhắc anh không, có biết để nhắc anh không. Nhưng mà anh dừng lại làm kỳ lắm. Đúng, anh làm như vậy là anh vui vẻ gì nữa. Vui vẻ gì nữa. Vui vẻ gì nữa, nhưng mà bây giờ anh dừng. Nhưng mà con anh có 10. Thôi nếu mà anh vì con vì vợ anh quá vậy thôi. Ủa đúng rồi phải không? Hai con đường anh chọn nè, 10 triệu nếu dừng lại đây là 10 triệu, ba quyền trợ giúp là bị hủy bỏ, anh có 10 triệu mang về chắc ăn. Nhưng mà anh chơi tiếp
Gì vậy? Điệp. Cái máy đó rớt thiệt chứ không phải là diễn nha. Nếu anh chơi tiếp thì giải thưởng là 20 triệu. À. Nhưng mà vừa rồi nó thấy cái gì đó rung lên. Chơi tiếp. 10 triệu đồng. Anh mua được. Vui. Vui phải không? Vui thì đi tiếp. Còn nếu như thật sự mà gì Bào Ngư. Ngưng. Dừng. Dừng. Như vậy anh có đầu tiên đã quyết định là dừng cuộc chơi và mang về cho mình phần thưởng ở bậc 4 là 10 triệu đồng. Ngoài ra là kèm theo phần thưởng đến từ ban tư vấn. Nãy giờ đã lắc xu mang về thêm số tiền là 936 ngàn đồng. Thời gian 5 giây đếm ngược nha. Lắc rớt của mình. 4, 3, 2, 1, số 7. Lắc như chưa từng được lắc. Và tổng số tiền này sẽ được hiển thị trên màn hình chính, đó chính là 936 ngàn đồng. Wow, chúc mừng tôi mới rồi. Yeah. Nói nãy giờ giỡn nha anh Nghĩa. Thực sự là nãy giờ giỡn chứ em vẫn quý anh như ngày nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, cảm ơn Quy, cảm ơn anh Nghĩa, cảm ơn Khả Như, cảm ơn Hữu Tính. Dạ. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và cũng như là ủng hộ Quách Mộc Tiên. Bye bye.